What's up anh em, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hacom. Và hôm nay thì mình đang có mặt tại chi nhánh Hacom Cầu Giấy. Và tại sao? Đơn giản tại vì là hôm nay có một anh khách build một bộ PC với mức giá gần với cả 100 triệu cơ. Thế nên là anh ấy, nhưng mà mỗi tội anh ấy lại đang cầm con CPU mất rồi. Thế nên là bây giờ mình sẽ cùng với cả một anh kỹ thuật làm service riêng đến tận nhà anh ấy và build bộ PC cho anh ấy. Chúng ta cùng bắt đầu video chứ nhỉ. Much later. Rồi, dạ vâng, sau một hành trình cũng tương đối là dài thì bây giờ mình đã có mặt tại nhà của anh khách. Và tất cả đồ đạc thì đã có mặt tại đây. Đây là vỏ cây này, mainboard và cả màn hình cùng với cả màn hình nữa. Và bây giờ thì mình với cả anh kỹ thuật sẽ cùng lên trên nhà của anh khách và build bộ PC này nhá. Rồi, dạ vâng, sau cả một buổi chiều lắp đặt thì chúng mình đã hoàn thiện xong bộ máy tính này. Và bạn cảm thấy thế nào về cái bộ máy tính mà bạn đã lựa chọn nhỉ? Vâng, sau khi mà đã hoàn thành và lắp đặt lên đây thì em cảm thấy rất là phấn khích. Cảm giác không có từ nào có thể chê được cái bộ máy tính này nữa. Vâng, và vậy thì với mức giá là 102 triệu cho một bộ cả bộ máy tính này, từ ghi, màn hình và tất cả mọi thứ còn lại, thì bạn sẽ làm gì với cả bộ máy này nhỉ? Hiện tại thì công việc chính của em đang là làm nhạc, DJ và thiết kế đồ họa 3D, hình ảnh video. Và mình thỉnh thoảng mình cũng có chơi game và mình học online. Vâng, wow, thực sự là 102 triệu cho học online là quá là va cháy. Vậy thì bạn cảm thấy thế nào về cái trải nghiệm mà chúng mình đến đây này và đem đồ này và build PC cho bạn? Bạn cảm thấy thế nào? Đầu tiên thì mình xin cảm ơn công ty Hacom. Thì hôm nay các anh kỹ thuật viên bên công ty đến thì lắp rất là tận tình, lắp rất là chu đáo, cẩn thận. Nên là mình cảm thấy rất an tâm. Thế thì để mình nói một chút về cái bộ máy đi, về những thành phần bạn đã build đi, thì có phải là bạn đã là người tự tìm hiểu không hay là bạn có nhờ vả ai không? Trước đây thì mình cũng có hay xem những cái clip về linh kiện máy tính. Và sau khi qua Hacom thì mình cũng được các anh nhân viên ở đó tư vấn về các đồ họa hay là main hay là chip. Thì mình cảm thấy rất yên tâm. Và thế liệu rằng là bây giờ thì chắc là nếu mà bạn xem về máy tính chắc là bạn biết là bây giờ thế hệ 12 đúng không? Thì liệu rằng là tương lai bạn có ý định nâng cấp lên không? Lên nâng cấp lên chứ gì? Bây giờ là 11.900k cũng hơi bị khủng đấy, nhưng mà liệu rằng tương lai có nâng cấp lên nữa không? Mình nghĩ là đây là một con chip khá là ngon, chip Intel i9 11 thì có thể là mình sẽ dùng khoảng 3 đến 4, có thể là thậm chí là 5 năm. Thì sau đó mình sẽ nâng cấp lên đời 12, 13, 14 sau đó. 15. Vâng.
Dạ vâng, thực sự rất là cảm ơn bạn khi mà đã lựa chọn Hacom chúng mình để có thể gọi là mua một PC và build PC tại đây. Và thực sự rất là cảm ơn anh em đã xem video này. Hẹn gặp các anh em tại một video khác nhé.